같습니다. Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Lạnh quá các bạn ơi. Thì hôm nay hai anh em mình lại tiếp tục đi chuyến tiếp các bạn à, đi câu cá. Hôm nay hai anh em mình sẽ ra lại cái đập 82 các bạn. Vừa rồi cơn bão vừa rồi thì bắt đầu nước nó về rất là nhiều. Đó, các bạn coi nè. Cái này là chưa tới đập nha các bạn, nhưng mà anh em mình tới đây quay cho các bạn xem cái khúc này. Nước về còn cái kia là cái đập nè. Đứng đây mà còn nghe tiếng ồn của nước nó chảy xuống luôn á. Anh em mình ở nhà thì thấy bữa giờ nắng cũng cả tuần nay rồi, sợ nước ngoài đây đất. Nhưng mà hôm nay ra đây thì thấy nước khá là tốt nè. Thì anh mình sẽ chạy ra ngoài đập 82 để câu cá trạch trước. Mình thì mình sẽ đi dọc từ đây ra ngoài đó, mình đánh lưu dạo. Biết rồi, chưa bung vướng luôn vậy. Lên thầy. Mời đẹp. Mời đẹp. Gọn trong đây luôn nè.
Em các bạn. Yeah. Con đầu tiên trong này. Đập 8-12 nước lớn quá các bạn à, băng qua rất là nguy hiểm. Nhưng mà vì đam mê là phải chịu thôi. Hey. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Đường này các bạn. Wow, con này cũng sao phải lạng á. Wow, bốc đồng tự nhiên luôn nha các bạn. Để luôn cái bọ nó ra. Sậy. Đây thành quả hôm nay của mình nha các bạn à, mình thì được hai em cá lóc, còn ông anh mình với lại bạn mình thì được mớ cá. Hôm nay đập 82 cá tạp nhiều quá các bạn à, được mấy con cá chạch à, được 3-4 cá chạch vậy. Rồi chắc mình kết thúc video đây nha các bạn nha. Nước này chắc phải hẹn tuần 1-2 tuần nữa nước rút rồi em rồi mới câu tiếp các bạn à. Con cá này thì mình làm hồi chiều các bạn à. Hai con mà ba với mẹ ăn ít á, nên hấp con nhỏ. Còn bây giờ mình chờ vợ mình đi làm về á, tại vợ mình làm về hơi trễ. Mình trụng sơ qua lại nước sôi để nó giảm bớt cái độ tanh với lại độ nhờn đi các bạn. Đó. Xong rồi mình đập vài củ hành mình để xung quanh để cho nó dậy thêm cái hương vị với các bạn. À, rồi bây giờ mình chuẩn bị hấp nha các bạn nha.
Wow, đã quá mọi người ơi. Ngon tuyệt vời luôn. Cảm giác mà cá mình câu về xong rồi chế biến tự làm ăn nó ngon sao đâu á. Thôi mình xin phép kết thúc video tại đây nha mọi người. Nếu cảm thấy video hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần mình nha. Để mình có thêm động lực để làm nhiều video hay hơn nữa. Rồi cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau này nha. Chúc mọi người luôn có nhiều sức khỏe nha. Mời đẹp. Mời đẹp.